chào quý khán giả đang đến với chương trình An ninh Tây Ninh hôm nay. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các đồng chí và các bạn những thông tin đáng chú ý sau. Hội nghị giao ban công tác điều tra và công tác truy nã, truy tìm quý 3 năm 2020. Công an huyện Bến Cầu và Tân Châu sơ kết công tác bố trí công an chính quy, đảm nhiệm các chức danh công an xã. Công an Tây Ninh đảm bảo an ninh trật tự lễ hội yến Diều Trì Cung. Ngày 29 tháng 9 năm 2020, Công an Tây Ninh tổ chức hội nghị giao ban công tác điều tra và công tác truy nã truy tìm quý 3 năm 2020. Đến dự hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Theo đó, trong quý 3, Công an tỉnh đã kéo giảm được nhiều loại tội phạm như giết người, cướp tài sản trên tuyến biên giới, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Song song đó, công tác đấu tranh triệt phá đối với các loại tội phạm cờ bạc, ma túy được đẩy mạnh. Tình hình xâm hại tình dục trẻ em được kiềm chế. Công tác truy nã, truy tìm trong quý 3 được công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện có hiệu quả. Đã bắt, vận động đầu thú 15 đối tượng. Việc truy bắt, vận động đầu thú đảm bảo đúng theo quy định pháp luật, không để xảy ra thiếu sót, oan sai. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo thời gian tới, công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố xử lý các tin báo phải tiến hành theo đúng quy định và lưu ý trong việc xử lý những đơn thư gửi đến cho lực lượng công an điều tra. Lực lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đã kịp thời nắm bắt tình hình, ổn định nhiều vụ việc ngay từ cơ sở, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở. Đó là một trong những đánh giá của Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh, tại hội nghị sơ kết công tác bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã vào ngày 30 tháng 9 tại Công an huyện Bến Cầu. Qua một năm triển khai đề án, lực lượng công an chính quy đã thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, thường xuyên củng cố, nhân rộng các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời nắm bắt, giải quyết ổn định nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để kéo dài hình thành điểm nóng, gây bất bình trong nhân dân. Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng công an chính quy các xã đã phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh, góp phần ổn định tình hình, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Cũng trong ngày 30 tháng 9, tại huyện Tân Châu đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác bố trí công an chính quy, đảm nhiệm các chức danh công an xã. Theo yêu cầu, Tân Châu cần có 66 công an chính quy được bố trí về 11 xã. Tuy nhiên, đến nay đã được Ban Giám đốc Công an tỉnh bố trí 40 người, gồm 11 trưởng công an xã, 9 phó công an xã và 20 công an viên. Từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 năm 2020, Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh tổ chức lễ hội yến Diều Trì Cung năm 2020 tại nội ô Tòa Thánh. Năm nay, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, nên hội yến chỉ tổ chức trong phạm vi của tỉnh. Có trên 70 gian hàng trưng bày quả phẩm của các họ đạo tại Báo Ân Từ, thu hút nhiều tín đồ và người dân đến thưởng lãm. Năm nay, mặc dù ảnh hưởng dịch bệnh nhưng theo ghi nhận trên các tuyến đường chính và Tòa Thánh Tây Ninh có đông người dân, các tín đồ đi dự lễ. Nắm bắt trước tình hình, Công an Tây Ninh đã triển khai bố trí lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, phòng ngừa xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông, tụ tập đua xe trái phép, tăng cường kiểm tra hành chính các cơ sở lưu trú để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những đối tượng nghi vấn phạm tội hình sự, ma túy. Đồng thời chủ động đấu tranh với các đối tượng móc túi, cướp giật, tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến đường và khu vực trọng điểm. Giữ gìn trật tự trong nội ô, nhất là khu vực phía trước đền thánh, nơi người dân tập trung xem lễ. Để người dân và tín đồ bình an trong dịp lễ hội yến Diêu Trì Cung, Công an tỉnh Tây Ninh cũng huy động tối đa lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát biên giới, phòng chống các hoạt động xâm nhập, nhập cảnh trái phép, đảm bảo an ninh trật tự. Lực lượng công an cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra, đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong dịp lễ. Thưa quý khán giả, mặc dù lực lượng công an Tây Ninh đã tăng cường triển khai nhiều giải pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội nói chung, tình trạng thanh thiếu niên đậu xe có biểu hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông nói riêng. Nhưng vẫn còn nhiều thanh thiếu niên thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình, đã tụ tập nẹt bô, biểu diễn và có biểu hiện đua xe trái phép, gây mất trật tự an toàn giao thông. Điều đó cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, gây bức xúc cho quần chúng nhân dân. Những đoạn đường rộng, vắng được các đối tượng thanh thiếu niên chọn để tổ chức tụ tập chạy xe mô tô tốc độ cao, lạng lách đánh võng, nẹt bô rú ga, thậm chí
chạy xe một bánh biểu diễn trong khoảng thời gian ngắn, chớp nhoáng rồi nhanh chóng giải tán hoặc di chuyển qua khu vực khác. Ngoài việc chọn đường nhiều đường hẻm để thuận lợi cho việc bỏ chạy khi bị lực lượng chức năng phát hiện. Để tránh né lực lượng chức năng, các đối tượng này còn bố trí người cảnh giới. Điểm tụ tập, các đối tượng hẹn nhau qua liên lạc điện thoại hoặc qua mạng xã hội với nhau, khép kín và thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm. Trước tình hình đó, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông chủ động phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ có liên quan và Công an các huyện, thành phố xây dựng, triển khai phương án phòng chống đua xe trái phép. Các lực lượng đã nhanh chóng triển khai lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát. Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an Tây Ninh đã thực hiện tốt trong công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, đã lập biên bản gần 1.800 trường hợp vi phạm, có biểu hiện tổ chức chạy xe mô tô tốc độ cao, nẹt bô biểu diễn và đua xe trái phép, tạm giữ 1.300 xe mô tô, cũng như nhắc nhở và giải tán gần 1.600 nhóm thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm. Theo khoản 1, điều 34 Nghị định 100 của Chính phủ, các hành vi tụ tập, cổ vũ, kích động người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, lạng lách đánh võng, đuổi nhau trên đường hoặc đua xe trái phép sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng. Trong thời gian qua, lực lượng Công an Tây Ninh đã ngăn chặn nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập có dấu hiệu đua xe. Ngay khi người dân báo tin, lập tức lực lượng Cảnh sát Giao thông phối hợp với Công an xã Thịnh Đức tiến hành kiểm tra phát hiện 7 xe mô tô, 13 đối tượng tụ tập, trong đó 4 trường hợp xe mô tô độ bồ, xoáy lòng, thay đổi đặc tính. Vấn đề đáng nói hơn, có những đối tượng từ vi phạm này tiếp nối vi phạm khác. Liều lĩnh và manh động của các đối tượng như Cao Nhật Nam, tên thường gọi là Hạm, sinh năm 2002, ngụ ấp Trăm Vàng 1, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu. Khi công an phát hiện xe mô tô không biển số, dàn xe cọp, yêu cầu xuất trình giấy tờ. Nam không trình được giấy tờ xe, nên lực lượng chức năng yêu cầu đưa xe mô tô về trụ sở để làm rõ nguồn gốc. Nam đã lấy bật lửa, đốt xe mô tô thách thức và tiếp sau đó dùng rựa đe dọa ngăn cản lực lượng công an. Được biết, Nam làm nghề sửa xe và thường độ xe để sử dụng vào những cuộc đua xe trái pháp luật. Bữa là chú công an chạy vô rồi, mấy xe có giấy không nói không. Cái chú kêu ông đem xe lên, con không chịu, cái con cãi qua cãi lại, cái hàng lấy hàng quẹt cũng đốt luôn. Hành vi này của Nam đã bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ vào ngày 10 tháng 7 năm 2020. Có thể thấy, phương tiện mà các đối tượng thường sử dụng để tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, thường đa số là xe tự lắp ráp, đôm sơn, xoáy lòng nhằm tăng công suất cho động cơ xe, thay đổi màu sơn, thậm chí gỡ bỏ hệ thống phanh, hệ thống đèn, hệ thống đèn như hiện nay. Các đối tượng đã mua hẳn xe mô tô có phần khối lớn để tụ tập, chạy xe gây rối, thậm chí không gắn biển kiểm soát, gắn biển số giả để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Em bị bắt vô đây là em thay đổi kết cấu xe, với lại bộ phận xe em không có tiêu giảm thanh, gây ảnh hưởng tới người dân và xã hội công cộng. Em sẽ tuyên truyền với các bạn của em là sẽ không thay đổi kết cấu xe nữa và sẽ làm cam kết với tại bộ phận công an. Trước tình hình đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo đơn vị. Các lực lượng, bên cạnh tuần tra kiểm soát địa bàn, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an Tây Ninh cần gắn kết với người dân trong việc nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kể cả các chủ cơ sở sửa xe, độ xe, nhằm ngăn ngừa các hành vi đua xe trái phép, các đối tượng gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ. Ngoài ra, lực lượng công an còn tăng cường kiểm tra các cơ sở sửa chữa xe mô tô có dấu hiệu đậu xe ở các địa bàn và cho ký cam kết không sửa chữa hoặc thay đổi kết cấu hay đậu xe nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Mấy xe mà thanh thiếu niên kêu làm xe để đua hay này nọ là mình không có nhận làm. Tại ở đây là hầu như là không đủ điều kiện để làm những cái máy xe đó. Thứ nhất là không đủ điều kiện làm, thứ hai là do công an tuyên truyền với lại anh em dưới như ở xã, ở ấp cũng đến nói nhiều vấn đề về vấn đề xe độ, xe đua. Như vậy, để ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe mô tô tốc độ cao, nẹt bô biểu diễn làm mất an ninh trật tự và đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh, không chỉ lực lượng công an, cảnh sát giao thông mà gia đình cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bởi thay đổi kết cấu xe, tụ tập lạng lách, đua xe trái phép gây mất trật tự công cộng, đe dọa tính mạng, sức khỏe của người dân là những hành vi vi phạm pháp luật.
Và không chỉ bản thân các thanh thiếu niên, mà cha mẹ cũng phải liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi con em mình gây ra. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình An ninh Tây Ninh kỳ này đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.